không phải là đơn giản là mà không biết quýt nữa. Sao mà quay quay bao nhiêu mà đang quay cái đầu quýt được, cái sao quýt chặt lắm, tại mày hấp tấp. Đấy, sau khi Lê Nguyễn đánh vài đòn chú Bá thấy ngứa mắt quá thì chú Bá mặc áo vào để đánh cho mọi người xem đây. Muốn cái đòn đó là tám cá đủ cũng không biết xong nó là chả. Bây giờ mày cày nè, bây giờ nó vô trong góc đài rồi, mà khi tao quýnh xong hồi mà tao cái lỗ tao ịnh nó vô về nó cũng lên gói tao quýnh nó cũng rớt tao ngu quá rồi, nếu mà tao say lại lúc nó ôm nó quýnh tao chết mạng thôi. Khi mình vô quýnh lúc nào phải tập quýnh xong đôi, chứ không quýnh một cái người ta chết đâu, một cái này nè ịnh nó vô nó quýnh nó cũng ịnh luôn. Ừ, đủ sát đây sao mà rồi nó rơi gối, mình tìm gối đó mà nó dính, nó dính được hai ba cái này đã chết mẹ rồi, cái này thấy không? Khổ mẹ mình, nó lo bở cái này thì nó dính cái dính tâm thị, đây nó dính tâm thị rồi, nó khổ đây dính tâm thị, cái này tôi đè vậy, có cảnh kẹp đây tôi muốn nghe, cho nó ôm. Bây giờ cho nó xiết cổ đi, xiết cổ này, xiết cổ, xiết cổ, ở xiết cổ. Quên phải hiểu được, quên một cái mà cứ chạy như quên thôi, quên đã 45 độ làm ta đứng về ta bò rồi, cái đây gọi là 45 độ, thấy chưa? Mà ta đập, ta quấn vậy, đập ta quấn vậy, đập gì? Quấn vậy, đập vậy, quấn vậy, siết nó nè, siết nó mà đưa nó chơi, lúc đó sát cái đài rồi, sợ nó lên, nó lên gói, mình nhảy quýt này chứ biết chưa? Nhấn cái này vô nó nè. Nó chịu nổi tính tỷ không? Dù nó có nội công cỡ nào mà quýnh nó cũng chết. Khi mình xích nó vô rồi, mà bắt xăm, xích nó liền, xích cho hai lúa tôi. Đè nó vô đây. Mày đứng mà làm bạn vô đây xích cổ vậy, quýnh chết liền. Chú, để con tập chú bác, chú quay giúp con để con tập nha. Rồi, quay thử rồi. Để con đánh nha. Ừ. Được, sao mày quýnh gì có 13 cặp vậy? Quýnh lại 4-5 cặp đi. 1-2 bên kia cũng 1-2 cứ bỏ tay hoài. Tức mình vậy đâu nữa. Tức quá trời. Đánh cái này được cái này, đánh cái này được cái này. Đánh gì kỳ quá trời quá đất vậy. Mày bỏ cái chỗ giật là nó quýnh mày vậy. Quýnh phải liên đòn, nó quýnh cái gì kỳ cục luôn, má đã nói rồi, nó hoài cũng vậy. Đã nói như vậy mà sao sợ mày, tao chưa chụp hình cho mày vậy mà quýnh liên đòn, quýnh mày quýnh tự nhiên quýnh đòn thả ra, mày nói mời mày đưa cái mặt cho nó quýnh mày. Quýnh liên đòn quýnh. Quýnh rồi tôi quýnh được bên này quýnh cái, hai cái, quýnh cái một cái, cái tự nhiên rồi mà. Quýnh một cái cái quýnh. Quay lại giật cái quýnh này gì? Kìa. Quýnh với hai cái.